cờ ra tốt bóng ma của Sở Patan, đã có vị trí sánh ngang với những vị thần trên đỉnh Olympus với cương vị là thần chiến tranh, đắm chìm trong máu thịt, cùng những trận chiến bất tận, cuối cùng lại mang anh ta trở lại đây. Ares đã chết, và dù cho Olympus đã giải thoát cho anh ta, thì ảo giác về lúc anh ta còn là con người vẫn còn tồn tại và ám ảnh anh ta. Cờ ra tốt, giúp mẹ với. Cờ ra tốt nhận ra nó không chỉ là một ảo giác bình thường, bởi vì đối với những vị thần, không có bất cứ thứ gì nhìn như có vẻ là thế. Ảo giác về quá khứ của anh ta đã đặt cờ ra tốt đi tìm kiếm ra một câu trả lời. Câu trả lời được đặt lại điện thờ của Poseidon ở sâu bên trong thành phố của Atlantis. Đây không phải là một việc làm khôn ngoan đâu cờ ra tốt. Nó chỉ là một giấc mơ thôi, không gì hơn thế nữa đâu. Ảo giác đó vẫn ám ảnh tôi đấy, Athena. Cái ảo giác mà bà đã hứa sẽ mang nó đi. Nhưng với ảo giác này, tôi có thể thay đổi. Có lẽ nó là một ảo giác tốt nhất, không nên để nó thay đổi. Có nhiều thứ còn hơn việc đó, anh hiểu chứ? Làm ơn. Tẩy cờ ra tốt, con quái vật đã đánh phá hạm đội của ta. Vững vàng chiến đấu vào. Nhanh lên chúa tẩy cờ ra tốt. Hãy vào trong thuyền đi. Hãy đi tới đầu thuyền đi. Trời ơi, nó đang làm chìm thuyền của ta kìa. Hãy lùi lại phòng thủ.
Chúng ta không thể đánh bại hết tất cả bọn chúng. Họ đang đi tìm kiếm hắn ta, bóng ma của Sợ Pha Tan. Chạy thục mạng vào. Chạy thục mạng vào.
điện thờ của Thanatos, vị thần của cái chết. Một di tích đã bị lãng quên từ rất lâu. Nó được xây nên trước khi có những luật lệ trên đỉnh Olympus. Ngôi đền đặt ở đây không được xây nên bởi bàn tay con người. Nó là một bức tường được đặt để ngăn cách tới lối vào lãnh thổ của cái chết. Điện thờ của Thanatos, vị thần của cái chết, sau bức tường đó là lối đi vào thế giới mà không một con người nào dám bước vào đó. Nếu ai mà sở hữu được hộp sọ của Kirik sẽ đi qua được cánh cổng của cái chết một cách an toàn. Yeah.
với việc Poseidon có quyền thống trị toàn bộ khắp biển cả, ông ta đã dựng cho bản thân một biểu tượng phù hợp với chiến thắng của bản thân mình, vậy nên đó là cách mà thành phố Atlantis được sinh ra đời. Với việc chúa tể Poseidon là vị thần cai quản của họ, người dân Atlantis sẽ có được sự thịnh vượng hơn tất cả những xã hội khác. Sự thành kính và hòa bình sẽ luôn bên cạnh mọi người công dân như một lời cầu phúc tới tương lai của loài người. Đứng lừng lững phía trước mặt là điện thờ của thần Poseidon, được dựng bởi những công dân Atlantis để tôn vinh thần bảo vệ tuyệt vời của họ, vị thần của biển cả. Hiểu rõ bản thân của ngươi và con đường của ngươi sẽ được tiết lộ. Vào nhà thôi các sờ ba tan quả cảm. Trận chiến kết thúc tại đây. Cờ ra tốt dắt đi mốt vào nhà đi. Mẹ nhớ con không kể xiết cờ ra tốt à? Cái âm mưu gì đây? Lại là một cú lừa khác từ các đấng tối cao sao? Không con trai à, là mẹ đây. Cha của con đã mang mẹ tới đây. Mẹ đã chờ ngày này quá lâu rồi. Bố của con sao? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa cờ ra tốt à. Em trai của con không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bà nói đến đi mốt sao? Thằng bé còn sống, mắc kẹt trong nỗi đau khổ. Thằng bé kẹt sâu bên trong lãnh thổ của cái chết. Nhưng thằng bé mất rồi cơ mà. Mẹ nói với con là nó đã. Mẹ xin lỗi. Mẹ không còn cách nào khác ngoài nói dối việc đó. Con hãy nghe cho kỹ đây. Điện thờ Ares ở Spartan có một bí mật sẽ dẫn con tới chỗ em trai của con. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng gì cả, nhưng con phải giúp em trai mình. Con phải cờ ra tốt. Thằng bé cần con. Việc này không thể nào. Tại sao? Tại sao giờ mẹ mới nói hả? Bố con
đã cấm mẹ nói cho con biết. Bố của con? Bố con là ai? Cuối cùng thì tôi đã tự do rồi. Hãy tìm em trai mình đi, cờ ra tốt. Hãy tới sờ ba tan. Hãy tìm đi mút. Thằng bé cần con. Mẹ ơi, mình đã làm gì thế này? Lúc bỏ hơi thở cuối cùng, bà ấy đã gỡ được gánh nặng cho bản thân và cuối cùng đã tìm được cho mình một sự bình yên mà bà ấy hằng mong muốn bấy lâu nay. Nhưng đối với cờ ra tốt, sự giận dữ đã chạm tới giới hạn. Số phận lại một lần nữa đẩy anh ta tới bờ vực của sự điên rồ.
người đẩy đi chúng ta phải giải phóng được áp lực ra. Chủ nhân, em yếu quá. Giúp tao đi, bọn ngu. Nhân của tu viện này. Ha ha. Đi nào, còn nhiều việc phải làm lắm. Thằng kia tránh xa cái đó ra. Dừng lại, ngươi sẽ mang sự tức giận của ngọn núi đó lên tất cả chúng ta đấy. Tao sẽ không để mày phá hủy kiệt tác của tao đâu. Dừng lại, một lúc có được không? Thằng kia tránh xa cái đó ra. Tao sẽ không để mày phá hủy kiệt tác của tao đâu.
Giống loài của tôi đã chờ đợi quá lâu cho kẻ định mệnh tới giải cứu chúng tôi. Gaia đã tiên tri ra được sự cứu rỗi dành cho chúng tôi. Bóng ma của Sờ Pa Tan. Tôi không tới đây vì bà hay vì giống loài của bà đâu. Đừng ngu ngơ như thế cờ ra tốt. Con đường của anh dẫn anh tới tôi. Anh cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi chả cần bất cứ thứ gì từ bà cả The ra. Nếu như anh không giải thoát cho tôi, vậy thì anh sẽ phải chia sẻ số phận này với tôi. Anh sẽ chết ở đây với tôi. Giải thoát cho tôi đi. Giải thoát cho tôi và sức mạnh của tôi sẽ là của anh. Nếu không có nó, cả hai ta sẽ đều tiếp tục là tù nhân trong sự giày vò của chính bản thân. Con đường của anh sẽ kết thúc tại đây nếu như anh không giải thoát cho tôi. Anh sẽ không bao giờ có được thứ đó nếu không có sự giúp đỡ từ tôi. Ngươi đã làm gì thế đồ ngu? Ngươi đã làm gì thế đồ ngu?
viết Achimeyan được tạo ra để chuyển nước từ vùng thấp lên cao. Người dân Atlantis đã cải tiến thứ này. Nhờ công nghệ hiện đại, họ đã chế tạo những mũi viết này bằng một loại chất liệu hiếm có thể chịu được nhiệt độ cao. Họ còn đặt những mũi viết này ở những điểm quan trọng bên trong ngọn núi lửa để điều khiển áp lực bên trong của tòa nhà, với một mong muốn. Ngăn chặn sự phun trào núi lửa có thể dẫn tới phá hủy thành phố Atlantis và đánh dấu sự chấm hết cho một nhân loại vĩ đại.
Trận chiến với Sila đã làm rung chuyển nền móng vĩ đại của vương quốc dành riêng cho Poseidon. Atlantis đang chìm dần xuống. Nhưng nó chỉ là một vấn đề nhỏ với bóng ma của Spartan.